Chào các bạn, mình là Sơn và ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục thêm một chút nữa về Class Preview để mà các bạn rõ hơn một số vấn đề khi mà các bạn làm việc. Ví dụ như ở đây chúng ta có một class là Class Shape View này, chúng ta có một cái hàm là Post. Bây giờ nó lại gặp một vấn đề thực tế ở trong cuộc sống, ở trong khi mà các bạn làm việc ấy, đó là có một cái đường dẫn, nhưng mà khi mà chúng ta ghét đến cái đường dẫn này thì nó làm một việc gì đó, được chưa? Thì nó trả về giao diện chẳng hạn. Khi mà chúng ta post lên cái đường dẫn này thì nó lại thực hiện cái thao tác gì đó trong database chẳng hạn. Như vậy là một cái class sẽ có cả ghét và cả cả post, được chưa? Chính vì vậy thì ở đây mới chỉ có ghét thôi thì vẫn là chưa đủ, được chưa? Đó. À, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm, đơn giản là chúng ta muốn vừa ghét vừa post thì chúng ta viết thêm một cái hàm nữa vào đây rồi, có cái gì đâu, get chưa, path ở đây có nghĩa là mình chưa nghĩ ra cái gì để viết ở trong cái hàm này, nên là mình tạm thời để path mà coi như là một cái hàm trống vậy đi, được chưa? Chúng ta có get và post, thậm chí là các bạn có thể làm một cái hàm tên là push ở đây cũng không hề có vấn đề gì hết đó, hay là patch gì đấy, tùy theo cái function của bạn. Và ở đây thì chúng ta có thể vẫn sử dụng cái gender template ở trong các cái hàm này để mà sinh ra các cái template cũng như là các cái thực thể của chúng ta. Và cái class view này thì nó kế thừa từ view, được chưa? Nó kế thừa từ cái class view này này, và cái hàm class view này nó có các cái function này thì mình cũng đã nói rồi, được chưa? Đó. Và bây giờ thì mình sẽ làm một cái ví dụ nhỏ để các bạn hiểu rõ hơn tại sao chúng ta có cái hàm get và hàm post trong một class như thế này. Ví dụ như ở đây, các bạn có thể thấy là chúng ta khi mà chạy cái trang web này lên ấy, mình sẽ chạy cho các bạn xem. Chạy trang web lên, đây. Chuột lưu, chuột add chẳng hạn. Ví dụ khi mà chúng ta chạy vào trang web như này, bấm thêm thì nó sẽ gọi, ấn Ctrl U này, các bạn có thể thấy là cái đường dẫn của chúng ta gọi đến shape nữa. Cái điều này nó là hơi thừa thừa, bởi vì là chúng ta có thể dùng một cái đường dẫn là shape thôi mà nó vừa vừa có cái giao diện như thế này. Mà khi mà chúng ta gửi method post lên thì nó cũng sẽ tự động thêm vào trong database. Đó, chúng ta không cần phải làm gì nhiều. Được chưa? Như vậy thì ở trong code mình sẽ sửa lại một chút, đó là các bạn có thể thấy là phần URL này này, phần add đây đúng không? Trong cái post class này này, xóa luôn đi. Như vậy là chúng ta tiết kiệm được một cái định nghĩa ra một cái đường dẫn, cái giao tơ như này đúng không? Cái đường dẫn như vậy. Đó, lưu lại. Và ở trong cái thằng class shape new này này, được chưa? Mình lấy luôn cái thằng hàm get của cái thằng thằng post class này này. Copy nguyên cái này vào. Các bạn tự gõ lại cũng được, không thì copy paste giống mình cho nhanh. Được chưa? À, và có một cái điều nữa mà các bạn rất là hay sai, đó là các bạn thiếu cái request ở đây. Đó. Việc các bạn thiếu cái request ở đây nó sẽ khiến cho các bạn bị sai đấy. Và bây giờ mình xóa luôn cái thằng post class đi. Các bạn lưu ý là các class liên kết nhau bằng hai dấu enter, hai dấu xuống dòng như vậy nhá. Đó, nó mới đẹp code, được chưa? Và bây giờ ấy thì mình sẽ có một cái class này có hàm get, nó trả về cái giao diện add new này. Đó, có hàm post đúng không? Ok. Và bây giờ mình chạy thử cho các bạn xem, khi mà chúng ta chạy nó, bây giờ chúng ta chạy cái này này, nó sẽ báo lỗi vì nó không có, nó chỉ có cái shape này thôi. Đó, xếp gõ bằng tay luôn. Đó, nó báo lỗi. Đây là một cái lỗi mà các bạn rất hay gặp, mà mình cũng rất là hay gặp nên là mình mới để ra đây. Đó là các bạn hay quên cái việc mà cho cái request vào đây. Đó. Được chưa? Và bây giờ mình nốt lại này. Thành công đúng không? Đây. Đây là khóa học làm web chẳng hạn, khóa học làm web với Python
của Sơn chẳng hạn. Đó, ok, của Sơn Nguyễn. Đó, các bạn có thể subscribe hay là vào group để mà có thể thảo luận cùng mọi người. Chờ thêm vào, đó, lưu ok. Và bây giờ mình sẽ kiểm chứng lại cho các bạn bằng việc là mình đã thêm chưa vào phần admin. Phần admin này nếu mà các bạn chưa đăng nhập vào thì các bạn cũng có thể đăng nhập vào nó được chưa? Ở đây mình đã đăng nhập rồi này. Mật khẩu của mình. Đó, và phần post này. Các bạn nhìn thấy chúng ta đã thêm một cái chưa? Đây là khóa học làm web với Python của Sơn Nguyễn. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây nó có vấn đề này, object như vậy nó hơi khó nhìn đúng không? Mình sẽ chỉnh thêm một chút nữa ở trong phần model. Cái model của cái post này này. Để chờ mình sẽ viết thêm một cái hàm nữa ở đây. Các bạn lưu ý là cái việc thụt thò dòng của mình rất là quan trọng. Ship trừ str. Đó. Ở đây thì mình dí tên về cell chấm title. Chính là cái thứ mà mình muốn hiển thị ra ngoài. Và đơn giản mà mình nốt lại trang thôi, các bạn nhìn chưa? Đó, đó, thấy chưa, nó hiển thị như vậy chúng ta dễ nhìn và dễ quản lý hơn được chưa? Đó. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tùy chỉnh một số thứ ở trong ví dụ như là ở trong cái model này, nhưng mà khi mà mình hướng dẫn cho các bạn trong các cái dự án thực tế thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu rõ hơn. Ok, cảm ơn các bạn.